hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Kini và hôm nay thì mình có một lịch hẹn đi ăn ở nhà hàng 5 sao luôn đó nha. Không để mọi người đợi lâu nữa thì mình đi thôi. Kini. Ở đây đẹp lắm luôn á, giống như là lâu đài á. Mình cảm giác giống như là đi ở trong Nha Trang á mọi người, Vinpearl. Thích ơi là thích. Tối nay thì mình có hẹn ăn cùng những người thân quen, đó chính là anh Bằng Cường nè, hai chị ở nhóm nhạc Semina là chị Bảo Anh và chị Bảo Trân, bạn trai của mình và mình, không biết còn ai nữa không ha? Hôm nay Như có dịp đến nhà hàng Crystal Tray Palette để dùng bữa tối. Đây là một nhà hàng 5 sao và được trao một sao Michelin danh giá tại Singapore. Tại đây sẽ phục vụ các món Quảng Đông tuyệt vời, được kết hợp bởi nguyên liệu thượng hạng và tay nghề điêu luyện của các đầu bếp trứ danh. Tông chủ đạo rất sang trọng bởi một màu xanh ngọc lục bảo. Không gian được pha trộn bởi hiện đại và truyền thống, tạo nên một màu sắc rất riêng. Do đã được đặt trước rồi thì bây giờ mình sẽ theo bạn nhân viên để lên lầu 1 nha mọi người. Bên đây là một cái khu giống như là về ẩm thực của Trung Hoa, nên là được thiết kế rất là trang nhã. Vì là nhà hàng 5 sao nên sẽ được nhân viên đón tiếp rất nhiệt tình. Theo như quan sát, những thực khách đến đây đa phần họ sẽ đặt bàn trước, lon ton đi theo, cứ ngỡ chỉ có gia đình mình đi ăn thôi. Ai ngờ có thêm quá chừng khách mời là bạn bè tốt của anh Cường nên Như hơi khớp nhẹ nhẹ. Đáng lẽ khúc này gặp nhau sẽ phải chào hỏi mà Như ngơ quá trời luôn. Hôm nay là một buổi gọi là tiệc gia đình, một cái buổi tiệc đó là anh Phi. Mời anh Phi em mua được một cái nhà ở Novaland. Đây là Novaland đã gọi là tài trợ cho khách hàng thân thiết là 50 triệu để cho đi ăn. Xin giới thiệu, đây là bé Hoài Đan. Hoài Đan là một nhân vật gọi là tầm cỡ của gia đình mình, hôm nay cũng đã góp mặt trong cái buổi tiệc ngày hôm nay. Và chủ nhân của cái buổi tiệc ngày hôm nay đó là nhạc sĩ Cao Anh Phi. Đâu có, là anh em mới là chủ nhân chứ không phải là mình đâu. Các nhạc sĩ và đã gắn bó bên Cường cũng phải 8-9 năm nay rồi đó. Đấy, những cái bài hát của anh Phi là hầu như là bài hát của anh Phi cứ biết ra là anh Cường là người mà rất là hay hát và rất là hay gọi là quảng bá cho rất là nhiều người nghe. Ngoài ra anh Phi còn là một nhà đầu tư cho anh Cường khi mình ra mắt những cái sản phẩm MV ca nhạc nữa. Lần đầu tiên trong đời được đi ăn một cái bữa tiệc 50 triệu mà mình cảm giác nó rất là thiêng linh. Xong cái phần giới thiệu anh Phi, bây giờ giới thiệu đến các em của bên nhà em này. Tiếp người thứ hai, Mami. Đấy, đây là Mami, mẹ của hai nàng cô gái, hai nàng công chúa Bảo Anh và Bảo Trân. Rồi, xong phần gia đình, bây giờ sẽ giới thiệu tiếp. Đây là em Quang, một người đạo diễn quay phim và chủ của hai studio. Rồi, tiếp theo bên đây là em Anh Vương. Em này cũng là một người quay phim và chụp ảnh cũng rất là đẹp. Đấy, em Vương là đệ của em Dũng. Hai anh em là cũng ekip với nhau. Đấy, chơi với nhau từ hồi còn phải chuồng tắm mưa. Đấy, còn đây là em ca sĩ, nhạc sĩ. Cả sĩ nữa. Một trong những người mà phối 101 bài hát về nhạc thánh ca cho Gemini và anh ở chân. Ngoài ra còn phối rất là nhiều nhạc trẻ trong 2 năm dịch. Đây là vợ của em. Người đã từng đánh em. Đây là gì ạ? Vợ em tên là Linh. Linh, dạ. Linh, quý Linh. Người đã từng ngăn chặn em mua biết bao nhiêu cây đàn, nhưng em vẫn mua. Nhà con nóc. Rồi, tiếp theo là một nhân vật nữa. Đó là cô bé xinh đẹp như búp bê. Em Như là con gái của em Dũng. Vừa là một gọi là TikToker, rồi YouTube, rồi quảng cáo, rồi diễn viên, ca sĩ nhà mẫu. Các chị chưa anh cũng biết. Rồi, em tự giới thiệu với em đi, xong em quay cho Dũng luôn. Còn đây cả nhà ơi, đây là em Dũng nha. Một trong những người em rất là thân thiết với anh Cường, đã làm việc với Cường có thể được cả 2 năm rồi. Đấy, có nghĩa là về công ty của chị Bảo Anh, Bảo Trân, anh Cường là, có nghĩa là làm việc quanh năm ngày tháng không hết ngày, quên không hết việc, đúng không? Bởi vì cái MV mà mỗi lần quay MV xong là cũng vẫn nợ rất là nhiều bài, cho nên là không cần phải đi làm ở ngoài, cứ làm cho anh Cường với chị Na với chị Ti thôi là cũng không hết việc. Đấy nhá, đây là em Dũng.
một trong những người quay phim và cả nhà thôi. Chúng ta đây là cục cưng của mình nè. Cục cưng đây không thèm giờ mặt luôn. Ui, đến hơi muộn nên Như đã bỏ qua phần cách vịt quay mất tiêu rồi. Giờ thì cùng Như thưởng thức heo sữa quay cùng bánh bao nhé. Dùng bàn quay nên muốn ăn món nào thì chỉ cần quay lại bàn phía mình thôi. Ý, mọi người còn chừa lại cho Như 3 cuộn vịt quay nè. Về món ăn thì Như chấm điểm 10 cho sự sáng tạo nhé. Tuy nhiên, vịt quay hơi nhiều dầu mỡ, nhưng bù lại, nhà hàng làm rất sạch, không hề nghe mùi thịt vịt luôn. Nhà hàng lại tiếp tục lên món mới nè mọi người. Đây là món hải sản đậu hũ tay cầm, dạng súp sệt. Trong đây có đậu hũ non béo ngậy, núng nính, mềm mịn, có mực và tôm, cà rốt nữa. Vị lạ miệng nhưng món này hình như rất được ưa chuộng ở đây, vì hương vị dễ ăn. Còn đây là món cải thì xào dành cho bàn 11 người ăn, mà bé tí thế này thì không biết có ăn đủ không ta. Tiếp theo là món xương vịt, nhìn xa xa thấy khá giống gà rán ha mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ ăn... Như ăn từ từ nên bây giờ mới bắt đầu ăn heo quay cùng bánh bao. Cắn miếng thịt heo sữa quay đầu tiên, cảm giác nó lạ lắm. Lạ ở chỗ dầu mỡ hơi nhiều, nhưng lớp da thì giòn rụm luôn nha. Nhai nè rum rớp luôn đó. Vì Như không quen ăn dầu mỡ nhiều nên phải ăn kèm bánh bao để đỡ ngấy. Cuộn này Như đang cầm là món mực chiên giòn, cũng khá là lạ mắt mọi người ha. Các món ở đây theo nhận xét chung của Như thì nghiêng về các món chiên, xào và nướng. Thực đơn cũng rất đa dạng nữa. Tên tên, đây là tôm sốt phô mai nha mọi người. Ăn rất là mê luôn đó. Hương vị thơm thơm béo béo hòa tan vào trong miệng. Siêu ngon luôn. Nghĩa qua thì thấy những chiếc bánh phồng tôm. Thật sự lúc quay, nhìn cứ tưởng cái tổ yến không đó. Đây, vô ăn nữa. Xin cái mèo. Quay mà, khó thở. Nhìn như vậy thôi chứ nhiều lúc cũng lơ ngơ lắm. Thậm chí món này chấm với cái gì cũng phải suy nghĩ nữa. Nếu bớt dầu mỡ lại một tí tẹo thì chắc chắn món ăn sẽ ngon hơn rất nhiều. Và cũng tốt cho chế độ giảm béo của Như nữa. Cái này là cải thìa nha mọi người. Ngon lắm nha. Ngoạm một miếng cải thìa nào, trời ơi, thật sự là nó rất là mềm luôn á. Mình không hiểu là tại sao cải thìa có thể mềm như vậy được. Được ăn những món ngon như thế này thì Như chỉ tập trung chuyên môn của mình thôi. Như nghĩ đây là món được bưng ra cuối cùng nhỉ? Món mì xào vịt quay. Bây giờ mình sẽ ăn mì tiếp nha. Mì này á là mì xào vịt quay. Cái sợi mì nó hơi bé bé. Nhạt mà hơi nhiều dầu mỡ. Ngoài các món vịt, heo như trên thì ở đây có thêm hải sản nữa. Mọi người có thể tham khảo những em cá này nhé. Ý cái mặn nó gợi giống con cá la hán. Ở con này con gì ta? Con cá giống con cá bên kia. Khúc này là đang đợi tính tiền nè mọi người. Mọi người sẽ rất bất ngờ với chi phí của bữa ăn ngày hôm nay. Tổng thiệt hại chính xác là 9.960.000. Cũng phải thôi, được ăn trong một nơi rất là sang trọng. Các món ăn đều được kỹ lưỡng, sạch sẽ. Tuy nhiên, đây là do được mời nên rất là mạnh miệng để ăn. Còn nếu để chọn lại thì Như sẽ không recommend cho lắm. Ăn no say rồi thì cùng nhau ra quảng trường chạy thôi. Đây là cảnh mèo bắt chuột. Mèo rồi. Trời ơi.
thật là no bụng quá đi. À đợt này mình đi ăn thì được anh Cường mời nên là rất là happy, rất là vui vẻ. À, hy vọng lần sau có tiền mời là anh Cường và hai chị nha. À, video này mình sẽ kết thúc tại đây. À, cảm ơn các bạn đã xem vlog của mình và hy vọng là mọi người thích video này. Nhớ like và subscribe cho mình để mình có động lực. Nhớ like và subscribe cho mình để mình có động lực làm những video tiếp theo. Bye bye. Chúc bạn ngủ ngon nha. Bây giờ mình cũng đi về và đi ngủ thôi. Hơn 10 giờ rồi.